sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt rách official store. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa toán Việt Jack. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ bắt đầu đi tìm hiểu nội dung của chương học số 5 về đường tròn. Có thể nhận thấy trong đời sống của chúng ta, các em bắt gặp rất là nhiều những vật dụng có hình ảnh của đường tròn, hình tròn, chẳng hạn như hình cái bánh xe, hình cái vành nón hay là hình mặt trống, hình các cái biển báo giao thông, vân vân rất là nhiều. Vậy đi đường tròn có định nghĩa như thế nào, có tính chất ra sao và vai trò của đường tròn trong đời sống là gì thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các cái bài học trong chương học số 5 này. Đầu tiên là bài học số 13, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về định nghĩa của đường tròn và tính đối xứng của đường tròn. Câu hỏi khởi động trong bài học này có nội dung như sau. Bạn Oanh có một mảnh giấy hình tròn nhưng không còn dấu vết của tâm. Theo em, Oanh làm thế nào để tìm lại được tâm của hình tròn đó? Thì để trả lời được câu hỏi này thì cô sẽ để dành sau khi các em tìm hiểu được định nghĩa của đường tròn và tính chất của đường tròn thì chúng ta sẽ trả lời trong phần vận dụng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào bài luyện tập số 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn đường kính BC. Thế thì để làm được bài luyện tập 1 này thì các em sẽ đọc kỹ cho cô nội dung kiến thức của phần 1 nhỏ về đường tròn. Trong phần 1 nhỏ này thì gồm có một là định nghĩa về đường tròn tâm O bán kính R. Hai là có nhận xét về vị trí giữa một điểm so với một đường tròn. Thế thì ở đây để chứng minh điểm A thuộc đường tròn đường kính BC thì chúng ta sẽ đọc cho cô phần nhận xét để xem thế nào là một điểm thuộc vào đường tròn. À, một điểm thuộc vào đường tròn nếu như khoảng cách từ điểm đó đến tâm cũng phải bằng với bán kính thì điểm đó sẽ thuộc vào đường tròn. Vậy để chứng minh điểm a thuộc vào đường tròn đường kính bc thì cô cũng cần phải chỉ ra là khoảng cách từ điểm a cho đến tâm của cái đường tròn đường kính bc là bằng r vậy thì ở đây người ta chỉ cho đường tròn đường kính bc thôi cô sẽ phải đi xác định tâm và cái bán kính của đường tròn này thế thì đường tròn đường kính bc vậy thì chắc chắn tâm nó sẽ phải là trung điểm của bc do đó cô đi gọi o là trung điểm của bc khi đó bc là đường kính thì ob với oc bằng nhau và sẽ là bán kính vậy thì để chỉ ra điểm a cũng thuộc vào đường tròn đường kính bc này thì nghĩa là cô phải giải thích được là ao cũng phải bằng với ob và bằng với oc nghĩa là bằng bán kính À, thế thì cô sẽ sử dụng cái kiến thức nào được áp dụng để giải thích? chúng ta đã biết rằng là nếu như OA bằng với OB bằng với OC thì O lại là trung điểm của BC tam giác ABC lại vuông tại A thế thì AO chính là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. cô sẽ sử dụng cái kiến thức đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. ta có AO là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên OA bằng OB bằng OC bằng 1 phần 2 BC. Kiến thức này đã được giới thiệu ở lớp 8 rồi. Bây giờ cô chỉ việc sử dụng để giải thích được chưa nào? Và do đó thì điểm A thuộc đường tròn, đường kính BC. Chuyển sang đến bài vận dụng số 1. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho các điểm A có tọa độ 3, 0, điểm B có tọa độ trừ 2, 0. Điểm C có tọa độ 0, 4. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài, đường tròn tâm O, bán kính 3. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đọc cho cô cái phần nhận xét để, để xét được cái vị trí của một điểm so với một đường tròn. Để xác định được vị trí của một điểm so với đường tròn, chúng ta phải đi so sánh cái khoảng cách từ điểm đó đến tâm với lại bán kính của đường tròn. Vậy, ở đây, đầu tiên, điểm A. Để xét được điểm A nằm ở vị trí nào của đường tròn, cô cần so sánh OA với lại bán kính của đường tròn ở đây là 3. Thì quan sát hình vẽ chúng ta thấy OA là bằng 3 và bằng với bán kính cũng là 3. Nên điểm A nằm trên đường tròn tâm O bán kính 3. Xét đến điểm B, cô thấy OB là bằng 2 mà 2 thì lại nhỏ hơn bán kính là 3. Nên điểm B nằm trong đường tròn tâm O bán kính 3. Đến điểm C, cô đi tính độ dài OC thì là bằng 4. 4 so sánh với bán kính 3 là lớn hơn. Vậy khoảng cách lớn hơn bán kính thì điểm này nằm ngoài đường tròn, tâm O, bán kính 3. Vậy thì hai bài tập ở luyện tập 1 và vận dụng 1 là chúng ta đã đi vận dụng kiến thức về định nghĩa đường tròn và vị trí tương đối của một điểm so với đường tròn. Chuyển sang phần 2 nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính đối xứng của đường tròn. Hoạt động chứng minh rằng nếu một điểm thuộc đường tròn tâm O thì a, điểm đối xứng với nó qua tâm O cũng thuộc vào đường tròn tâm O. b, điểm đối xứng với nó qua một đường thẳng d tùy ý thì đi qua O cũng thuộc đường tròn O các bạn thấy qua hoạt động này thì cũng có khá là nhiều những cái thuật ngữ mới đối với các bạn đó là điểm đối xứng qua tâm o điểm đối xứng qua một đường thẳng d tùy ý đi qua o được không nào thế thì các em cần phải đọc cho cô cái nội dung ở trang 85 người ta giới thiệu về đối xứng tâm tức là đối xứng qua một điểm và đối xứng trục tức là đối xứng qua một đường thẳng để xem thế nào là đối xứng tâm thế nào là đối xứng trục thì khi đó chúng ta mới vận dụng cái giả thiết điểm đối xứng với nó qua tâm và cái giả thiết điểm đối xứng với nó qua một đường thẳng d tùy ý đi qua tâm o được chưa nào vậy thì đối với ý a để chữ, cô sẽ đi gọi một điểm a bất kỳ thuộc đường tròn o và a phải là điểm đối xứng với a qua đường qua tâm o này thì theo cái định nghĩa của đối xứng tâm chính là đối xứng qua một điểm thì nếu điểm a và điểm a phải là đối xứng nhau qua o thì nghĩa là cái điểm o phải là trung điểm của a a phải vậy thì ở đây đề bài cho sẵn rồi a phải đối xứng với a qua o vậy suy ra o là trung điểm của a a phải mà o mà là trung điểm thì nghĩa là OA bằng với OA phải Và do đó thì OA phải Bằng với bán kính Thì uh, theo như kiến thức Ở phần 1 nhỏ Khoảng cách từ O cho đến A phải Đã bằng với bán kính rồi Vậy nghĩa là điểm A phải Cũng sẽ thuộc vào đường tròn tầm O Vậy A phải cũng thuộc vào đường tròn tâm O Sang đến ý B Điểm đối xứng với nó Qua một đường thẳng D Tùy ý đi qua O Cũng thuộc vào đường tròn O Quan sát trên hình vẽ của cô, cô có một đường thẳng D tùy ý. Đi qua điểm O. Điểm đối xứng ở đây lúc này cô gọi là điểm M, là điểm bất kỳ thuộc vào đường tròn tâm O. Và M phải là điểm đối xứng với M qua đường thẳng D. Y là giao điểm của đường thẳng D với M, M phải. Thế thì chúng ta nhớ tại sao cô lại có cái À, nội dung vẽ hình như thế này thì các em sẽ cùng đọc ở cái phần đối xứng trục ở trang 85 hai điểm mà được gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng D nếu như đường thẳng D này là đường trung trực của cái đoạn MM phải hay chính là cái đường thẳng D này nó phải vuông góc với Mm phải tại cái vị trí điểm y là trung điểm của MM phải À, hay các em hiểu rằng nếu như cho M phải đối xứng với M qua D Thì nghĩa là um, đường thẳng D vuông góc với M M phải Y là trung điểm của M M phải Do đó thì cô giải thích M M phải vuông góc với O y, Bởi vì đường thẳng D này cũng đi qua điểm O mà Tại Y nhé, các bạn sửa cho cô là tại Y nhé Hay góc O Y M bằng góc OIM phải bằng 90 độ. Xét tam giác OIM và tam giác OIM phải có OI chung có góc OIM bằng với OIM phải bằng 90 độ. Có cạnh IM bằng IM phải là do cái kiến thức đối xứng được chưa nào? Như vậy thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh Suy ra được cạnh OM bằng với OM phải Điều này nghĩa là OM phải cũng bằng với bán kính Và do đó thì M phải cũng thuộc đường tròn tâm O Qua hoạt động này thì người ta rút ra hai cái kết luận về cái tính đối xứng của đường tròn Đó là đường tròn thì là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là cái tâm của đường tròn à nghĩa là nếu như cho một điểm thuộc vào đường tròn trước thì cái điểm đối xứng với nó qua tâm cũng thuộc vào đường tròn luôn không phải giải thích gì nhiều hoặc là đối với kiến thức thứ hai là đối xứng trục đường tròn là hình có trục đối xứng mỗi đường thẳng đi qua tâm của đường tròn là một trục đối xứng của nó à thế thì cứ có một đường thẳng đi qua tâm có một điểm cho trước bất kỳ thì cái điểm đối xứng với nó qua đường thẳng vừa nói cũng sẽ thuộc vào đường tròn tâm O. Hiểu chưa nhỉ? Vậy thì vận dụng kiến thức đó, các em sẽ cùng đi làm cho cô ở bài tập luyện tập số 2. Cho đường tròn tâm O và hai điểm A, B thuộc vào đường tròn tâm O. Gọi D là trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh rằng D là một trục đối xứng của đường tròn O. À thế thì theo như cái định nghĩa ấy, thì trục đối xứng của đường tròn thì là đường thẳng đi qua tâm. Vậy bây giờ ta cần chỉ ra là cái đường thẳng d này cũng đi qua điểm O hay là cái điểm O cũng thuộc vào đường thẳng d này đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta có hai điểm A, B thuộc vào đường tròn tâm O, vậy nghĩa là OA với OB sẽ phải bằng nhau, bởi vì cùng bằng bán kính. Do đó, d lại là đường trung trực của AB nên là O thuộc d. À, tại sao lại như vậy? thì chúng ta thấy rằng là nhớ lại cái tính chất của đường trung trực nhé, đó là tất cả những điểm mà cách đều hai đầu đoạn thẳng. cụ thể ở đây là điểm O cách đều điểm cách điểm A và điểm B là đều nhau thì cái điểm O này nó phải thuộc vào đường trung trực của AB. Đấy, thế là các bạn hiểu vì sao à, sau khi giải thích OA bằng với OB thì cô kết luận được luôn là O thuộc vào D chưa nhỉ? O thuộc vào đường trung trực của AB mà trung uh, trực của AB thì chỉ có một đường thẳng duy nhất thôi, chính là đường thẳng D nên O thuộc D. Các em hiểu chưa? Vậy D đi qua tâm O của đường tròn Do đó D chính là một trục đối xứng của đường tròn O Quay trở lại tình huống mở đầu chúng ta đi trả lời câu hỏi ở vận dụng 2 Bạn Oanh có một mảnh giấy hình tròn nhưng không còn dấu vết của tâm Theo em Oanh làm thế nào để tìm lại được tâm của hình tròn đó Hướng dẫn bằng cách gấp mảnh giấy hình tròn theo hai cách khác nhau nếu anh có thể tìm được tâm của hình tròn, em hãy làm thử xem. Các bạn có thể thử xem nhé. Gấp đôi hình tròn sao cho mép giấy của chúng đè khít lên nhau. Ta miết phần ngăn cách giữa hai nửa hình tròn thì ta một được một đường kính. Tương tự như vậy, chúng ta tiếp theo mở tờ giấy và gấp theo hướng khác và các mép giấy của hình tròn cũng chồng khít lên nhau. Từ đó thì chúng ta xác định được đường kính mới, giao điểm của hai cái phần đường kính chúng ta vừa tìm được ấy thì chính là tâm của hình tròn. chưa nhỉ? Vận dụng kiến thức cô và các em sẽ cùng đi vào làm phần bài tập, đầu tiên là bài 5.1. Trong mặt phẳng tọa độ OXY, cho các điểm M có tọa độ 0 2, điểm N có tọa độ 0 âm -3, điểm P có tọa độ 2 âm -1. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn tâm O, bán kính căn bậc 2 của 5. Vì sao? Đầu tiên là cô biểu diễn các điểm M, N, P trên mặt phẳng tọa độ OXY như hình vẽ. Điểm M có tọa độ 02, điểm N có tọa độ 0 3, điểm P có tọa độ 2 1 và đường tròn tâm O bán kính căn bậc 2 của 5. Thế thì để biết điểm nào nằm trong, nằm trên hay là nằm ngoài thì cô sẽ so sánh cái khoảng cách từ lần lượt từ các điểm đó đến điểm O với lại cái bán kính căn bậc 2 của 5. Đầu tiên, cô đi xét điểm M. OM chúng ta nhận thấy có khoảng cách là bằng 2. 2 thì là bằng căn bậc 2 của 4. Thế căn bậc 2 của 4 có phải là nhỏ hơn căn bậc 2 của 5 không? À do đó nghĩa là OM nhỏ hơn căn bậc 2 của 5, nghĩa là nhỏ hơn bán kính thì điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính căn 5. Tiếp theo, cô đến điểm N. Đoạn thẳng từ O đến N có khoảng cách là bằng 3. 3 thì bằng căn bậc 2 của 9, lớn hơn căn bậc 2 của 5 hay là ON lớn hơn bán kính căn bậc 2 của 5. Nên điểm N sẽ nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính căn bậc 2 của 5. Thế còn điểm P các em quan sát À, như điểm M và điểm N thì các em xác định độ dài rất nhanh nhanh chóng một đoạn bằng 2 một đoạn bằng 3 nhưng đối với điểm P thì chúng ta không xác định nhanh được như thế Làm thế nào để chúng ta tính được điểm P đây thì các em sẽ xét cho cô cái tam giác vuông nhé cái, cái tam giác vuông này có độ dài cạnh thứ nhất là từ 0 cho đến trừ 1 đấy nghĩa là độ dài của nó là một độ dài tiếp theo là cái đoạn nét đứt ấy, chính là bằng hai vậy tam giác vuông có hai cái cạnh góc vuông là lần lượt là 1 và 2 rồi Chúng ta áp dụng định lý Pythagore thì sẽ tính được OP OP bình thì bằng 2 bình phương cộng 1 bình phương bằng 5 Theo định lý Pythagore suy ra OP bằng căn bậc 2 của 5 Nghĩa là bằng với bán kính của đường tròn này Nên điểm P sẽ nằm trên đường tròn tâm O bán kính căn bậc 2 của 5 Các bạn nhớ cách xét vị trí của một điểm so với một đường tròn nằm trong, nằm trên và nằm ngoài. Tiếp theo chúng ta chuyển sang đến phần bài tập 5.2. Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB bằng 3 cm, có cạnh AC bằng 4 cm, chứng minh rằng các điểm A, B, C cùng thuộc một đường hay là thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó thế thì để chỉ ra các điểm cùng thuộc một đường tròn thì chúng ta sẽ xét một cái đường tròn mà nó sẽ đi qua cả ba cái điểm này thế thì chúng ta cần phải xác định được là cả ba điểm này sẽ phải cùng cách đều một điểm đó là điểm nào nằm ở đâu Thế thì các em nhớ cho cô. Đối với phần chỉ ra các cái điểm cùng thuộc một đường tròn thì các em lưu ý cái kiến thức đối với ba điểm ấy thì các em lưu ý khi mà ba điểm đó ấy, mà tạo thành một tam giác vuông thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức đường trung tuyến ứng với cạnh huyền để đi xác định tâm. Tại vì sao? Nếu như cô có O là trung điểm của BC thì nghĩa là Cô có đường trung tuyến AO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Theo kiến thức đã được học, đã được giới thiệu thì chắc chắn OA phải bằng với OB bằng với OC và nghĩa là chúng ta đã giải thích được ba điểm này sẽ cùng cách đều một điểm, đúng không nào? Vậy cô có tam giác này là tam giác vuông tại A, vậy chúng ta sẽ xác định trung điểm chính là Cô xin lỗi xác định tâm chính là trung điểm của cái cạnh huyền BC. Khi đó thì chúng ta có AO là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên theo tính chất OA bằng OB bằng OC và bằng một nửa của BC bởi vì O là trung điểm của BC mà. Như vậy thì ba điểm này đã cùng cách đều một điểm là điểm O. Vậy thì chúng sẽ cùng thuộc một đường tròn có bán kính là OA hoặc là OB hoặc là OC. Như vậy chúng ta đã giải thích được, đã chỉ ra được ba điểm này cùng thuộc một đường tròn tiếp theo chúng ta sẽ đi tính cái bán kính của đường tròn này thì như các em đã biết chúng ta có là o là trung điểm của bc thế thì um, o lại là tâm của đường tròn vậy thì bc chính là cái đường kính của đường tròn đúng không nào thế thì ta sẽ có Tâm O là trung điểm của BC nên BC là đường kính. Để đi tính được bán kính thì cô sẽ đi tính cái đường kính CB bằng cách áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại A. BC bình bằng AB bình cộng AC bình thay số vào được 3 bình cộng 4 bình bằng 25. Suy ra BC bằng 5 cm. Khi đó OA bằng OB bằng OC bằng một nửa của BC là bằng 5/2 và bằng 2,5 cm. Vậy các em nhớ cho cô cách để chỉ ra ba điểm cùng thuộc một đường tròn khi mà đã biết là ba điểm đó tạo thành một tam giác vuông thì chúng ta chỉ ra cái tâm chính là trung điểm của cái cạnh huyền và giải thích bởi cái kiến thức đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Chuyển sang đến bài 5.3. Cho đường tròn tâm O có đường thẳng D đi qua O Điểm A thuộc đường tròn O nhưng không thuộc đường chuẩn, không thuộc đường thẳng D. Gọi B là điểm đối xứng với A qua D. C và D lần lượt là điểm đối xứng với A và B qua O. A, ba điểm B, C và D có thuộc đường tròn tâm O hay không? Vì sao? B. Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật. C. Chứng minh rằng C và D đối xứng với nhau qua đường thẳng D. Thế thì ở đây các em cùng theo dõi hình vẽ trước đã nhé. Đầu tiên cô vẽ đường tròn tâm O này. Cô vẽ một đường thẳng D đi qua tâm này. Một điểm A không thuộc vào đường, thuộc vào đường tròn O nhưng không thuộc vào D này. B là điểm đối xứng với A qua D này. Chúng ta phải vẽ là AB là phải vuông góc với đường thẳng D. Được chưa nào? Đồng thời là hai cái đoạn này phải bằng nhau. Bởi vì D sẽ phải là trung điểm của AB mà. Tiếp theo C đối xứng với A qua O, Đây. C đối xứng với A qua O nghĩa là chúng ta có O là trung điểm của AC, B, D thì đối xứng với B qua O, vậy nghĩa là O là trung điểm của BD. Ba điểm B, C, D có thuộc đường tròn O hay không? À, thế thì muốn chỉ ra một điểm có thuộc vào đường tròn hay không thì chúng ta cần phải chỉ ra là khoảng cách từ những cái điểm này đến điểm O là sẽ bằng bán kính. Cụ thể ở đây thì cho đường tròn tâm O, điểm A thuộc vào đường tròn O thì nghĩa là OA sẽ là bán kính. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi chỉ ra OB cũng bằng với OA. OC cũng bằng với OA và OD cũng bằng với OA. Thế đầu tiên, cô sẽ đi chỉ ra điểm B trước, bởi vì điểm B thì có mối liên hệ trực tiếp đối với điểm A, đó là b là điểm đối xứng với a qua d thì các em nhớ nhé đường thẳng d đi qua tâm o vậy thì đường thẳng d chính là một trục đối xứng của đường tròn này khi đó theo cái tính chất của đối xứng trục thì bất cứ một cái điểm nào thuộc vào đường tròn tâm o thì cái điểm đối xứng với nó qua trục đối xứng này cũng thuộc vào đường tròn tâm O. Vậy cô giải thích, A thuộc vào đường tròn O, B lại là điểm đối xứng của A qua cái trục đối xứng D nên B cũng thuộc vào đường tròn O. Thế nào? Tiếp theo sang đến điểm C, cô cần giải thích là à, OC cũng phải bằng với OA. Thế thì lại theo kiến thức giả thiết đề bài cho, C đối xứng với a qua o các em lại vận dụng kiến thức đối xứng tâm nếu một điểm mà thuộc vào một đường tròn thì bất cứ điểm nào đối xứng với nó qua tâm o cũng thuộc vào đường tròn vậy tương tự chúng ta có c d lần lượt là điểm đối xứng của a và b qua o nên c d cũng thuộc đường tròn như cô vừa giải thích, A thuộc đường tròn O, C đối xứng với A qua O thì C cũng thuộc đường tròn O. Tương tự, B cũng đã thuộc đường tròn O mình chứng minh ở trên. Điểm D đối xứng với B qua O thì D cũng thuộc vào đường tròn O. Như vậy, ba điểm có thuộc vào một đường tròn. Chuyển sang đến ý B, chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Thế thì chúng ta thấy rằng uh, C đối xứng với A qua O, vậy nghĩa là O là trung điểm của AC. B, D đối xứng với B qua O, vậy nghĩa là O là trung điểm của BD. Như vậy từ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường, nên đây là hình bình hành. Mà cái đoạn BD với lại CD lại bằng nhau bởi vì bằng hai lần bán kính vậy thì hình bình hành mà lại có hai đường chéo bằng nhau thì hình đó là hình chữ nhật chuyển sang đến ý c chứng minh rằng c và d đối xứng với nhau qua đường thẳng d à, vậy thì chúng ta cần phải chứng minh là cái đường thẳng d này thế nào hai điểm c và d này thì đã thuộc vào đường tròn rồi vậy chứng minh rằng nó đối xứng với nhau qua đường thẳng d thì nghĩa là chúng ta chỉ cần chứng minh đường thẳng d này à, cũng sẽ vuông góc tại cái trung điểm của cái đường thẳng cd là được vậy cô có vì abcd là hình chữ nhật nên là ab sẽ song song với cd mà ab lại vuông góc với đường thẳng d theo giả thiết bởi vì b đối xứng với a qua đường thẳng d mà Thế nên là cái đường thẳng CD cũng sẽ vuông góc với đường thẳng D này. Xét tam giác OCD thì lại có OC bằng với OD bằng bán kính. Nên là cái tam giác này là tam giác cân tại O. Tam giác cân tại O lại có đường thẳng D chính là đường cao nên đồng thời nó cũng là đường trung trực của CD. Đường thẳng D là đường trung trực của CD thì theo định nghĩa về đối xứng trục, hai điểm C và D đối xứng với nhau qua đường thẳng D nếu hay là đường thẳng D là trục đối xứng của CD nếu D là đường trung trực và chúng ta đã giải thích được nó là đường trung trực. Chuyển sang đến bài 5.4. Cho hình vuông ABCD có E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng chỉ có một đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C và D. Xác định tâm đối xứng và chỉ ra hai trục đối xứng của đường tròn đó. B. Tính bán kính của đường tròn ở câu A, biết rằng hình vuông có cạnh bằng 3 cm. À, đối với cái bài tập 5.4 này, để chỉ ra là có một đường tròn đi qua bốn điểm A B C D thì cô phải chỉ ra được có một điểm cách đều cả bốn cái điểm A B C D này. À, đối với ba điểm mà nó tạo thành tam giác vuông thì cô có hướng dẫn các em là sử dụng kiến thức đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Nhưng còn bốn điểm thì sao? Bốn điểm thì các em sẽ lưu ý cho cô đến các cái tính chất của những hình tứ giác đặc biệt. Cụ thể ở đây là hình ABCD là hình vuông, thế thì chúng ta sẽ có cái điểm nào nó sẽ cách đều bốn cái đỉnh của cái hình vuông. À, chúng ta sẽ thấy là cái điểm E này này. Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Vậy nghĩa là EA bằng EC, EB bằng ED mà AB, cô xin lỗi, AC với lại BD lại bằng nhau nên là EA bằng EB bằng EC và bằng ED. Vậy chúng ta giải thích do ABCD là hình vuông nên AC bằng với BD. E là trung điểm của AC và BD suy ra EA bằng EB bằng EC bằng ED. Vậy chúng ta đã giải thích được bằng cái tính chất của hình vuông thì ta có được cái điểm E sẽ cách đều bốn cái đỉnh A, B, C, D. Do đó thì bốn điểm này cùng thuộc vào đường tròn tâm E. Mà chúng ta đã biết là E là giao điểm của hai đường thẳng chính là hai đường chéo của hình vuông thì giao điểm của hai đường thẳng thì chỉ có một giao điểm thôi. Do đó thì chỉ có duy nhất một đường tròn đi qua bốn điểm này. Sang đến ý B tính bán kính của đường tròn ở câu a à, vậy thì tính bán kính chúng ta thấy rằng à, có ea với ec là hai cái bán kính và ac chính là đường kính vậy để tính được cái bán kính thì cô sẽ đi tính đường kính của hình vuông này đường tròn e có tâm e là tâm đối xứng và có hai trục đối xứng chính là ac và bd tính bán kính thì cô có hình vuông có cạnh bằng 3 cm nên là 4 cạnh AB, BC, CD và DA cùng bằng 3 cm. Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông ABC vuông tại B, ta có AC bình phương bằng AB bình phương cộng BC bình phương. Thay số được 3 bình cộng 9 cộng với 3 bình phương bằng 18. Suy ra AC bằng 3 căn bậc 2 của 2 cm. Có AC là đường kính rồi, chúng ta suy ra được EA bằng AC chia 2 là bằng 3 căn bậc 2 của 2 phần 2 cm. Và như vậy bán kính của đường tròn ở câu A là EA bằng 3 nhân căn bậc 2 phần 2 cm. Như vậy thì ở trong bài học này thì cô đã hướng dẫn cho các bạn trả lời các câu hỏi và các bạn lưu ý cho cô các cái kiến thức. Một là cách để chỉ ra đường tròn đi qua 3 điểm, 4 điểm hay là 3 điểm, 4 điểm cùng thuộc một đường tròn. Nhớ nhá sử dụng kiến thức đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Sử dụng tính chất của những cái tứ giác đặc biệt. Và uh, xem lại cho cô về phần đối xứng của đường tròn. Được chưa nào? Vậy thì bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt